là những ngày đầu trong năm 2024, em chúc tất cả mọi người là có một sức khỏe hết sức dồi dào, luôn hưởng lợi trong công việc cũng như trong cuộc sống và vạn sự như ý. Nhân dịp đầu năm mới, kính chúc quý lãnh đạo cùng ban huấn luyện, các vị khán giả và người hâm mộ nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, và kính chúc thể thao Bình Dương ngày càng phát triển. Xuân dịp xuân về, em chúc cả nhà, ba mẹ với ông bà được nhiều sức khỏe, anh chị em với trong đội, mong cả đội được giữ sức khỏe nhiều và thi đấu thật tốt, mang về huy chương cho Bình Dương. Mình xin chúc tất cả các vận động viên, khán giả và ban huấn luyện đội tuyển một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công trong năm tiếp theo. Năm mới Quỳnh chúc khán giả an khang thịnh vượng và chúc cho đội tuyển nữ BYC nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung có một năm mới an khang thịnh vượng. Em chúc cho quý khán giả một năm tràn đầy hạnh phúc, nhiều niềm vui. Chúc Karate Bình Dương sẽ gặt hái được nhiều thành công vào năm mới. Dịp xuân Giáp Thìn, Linh thay mặt cho câu lạc bộ BKM Bình Dương xin gửi lời chúc đến toàn thể người hâm mộ trên cả nước cũng như là người hâm mộ của Công Nam Bình Dương một năm mới an khang thịnh vượng, bạn sẽ như ý và có thật nhiều sức khỏe. Chúc mừng năm mới.